chân là ca sĩ Văn Lê quý vị ơi. Hà Vy. Thank you. Kiều Mai Anh. Diễn viên hài Thúy Nga. Chị đi cho chị Nga cái micro. Trời ơi, đưa lên cái micro đây. Trời ơi, hôm nay duyên rồi nha. Nè đây, có ai cần cái gì à? Chị mang em cầm giùm cái này cho chị Thúy Nga, người ta mang cái gì lên tặng Lê Lai Show lên nè. Thôi để được ông đi, được ông đi. Đây được ông, rồi Nga cầm đi Nga. Đây sầu riêng ăn nhiều chất dinh dưỡng. Thúy Nga xin chào quý vị khán giả thân mến. Khán giả hôm nay có vui không? Dạ, thật sự ra không bao giờ Nga xuất hiện trong bất kỳ một cái show nào của ai. Nhưng mà cái này là thể theo lời yêu cầu của bạn trai em là ca sĩ Quang Lê. Anh ấy vừa như là chính phục lấy dương lắm quý vị ơi. Em rung mè là cái tím rồi. Chứ hôm nay á, lá số anh á, em mang lên đây cho anh sầu riêng. Ui trời ơi. Ráng rồi vừa hố mà ăn nói là thèm quả. Chứ biết chứ bên mang biết một cái rồ sầu riêng như thế này. Đó, kính thưa quý vị, trời có mà em mang cho anh măng cục nữa anh nha. Có, măng cục cho anh ăn cho nó bớt cục lại hiểu không? Dạ ơi nha. Em phải cho măng thì mới bớt cục được chứ. Không có, măng cục là mình ước là mình đừng có bị cục đó. Anh qua lên đây. Văn Lê cũng vậy thôi chứ cũng có nhiều cái chỗ cục nó nghiệt lắm anh. Con quỷ. Bữa nay em nhờ chị Thúy Nga em mới biết ý nghĩa của trái măng cục đó. Măng mới hết cục nha quý vị nha. Phải măng rồi nó mới hết cục. Thì thật sự ra quý vị biết không, hôm nay là Nga là muốn đi mua hoa hồng rồi về trang trí rồi cắm hoa cho Quang Lê nữa. Cũng hơi quá. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay đó nó quá nhiều dịp luôn. Là tới bây giờ em cứ tưởng tàn thiệt em mới xuất hiện. Nhưng mà may quá đến đây là Quang Lê đang hát. Thì hôm nay em cũng giới thiệu qua cái món quà của em là anh Quang Lê mê sầu riêng nhà em quý vị. Nên là trong cái rổ này sầu riêng. Thế ra là em mua hoa nhưng mà thay vì hoa thì em đây là em bứt cây nhà lá vườn sau vườn. Mấy cái hoa này quý vị biết hoa gì không quý vị? Cái này cái hành á, lá hành xanh mà mọc ăn mà không ăn cái nó già nó thành hoa luôn. Cái này hoa cúc của nhà em thờ Phật, cái hết thờ mang ra chân cái nó lên hoa. Em lấy em tặng. Em lấy bông cúng lên tặng Quang Lê hả? Không, bông cúng mà hết xài anh cái mình mang ra sao? Nó còn tệ hơn là bông cúng rồi, bông cúng mà hết xài mới đem tặng lần sáng. Ơi thiệt tình luôn á, con cúng Phật bây giờ mình qua mình cúng Quang Lê cũng vui vậy. Vậy rồi anh thấy là anh cũng sao em đến thăm anh mà em mang sầu riêng thì được, mà bây giờ em ra ngoài vườn em á, một cái vườn em bứt với cái cây lá cỏ rồi anh ví anh như là không lẽ bây giờ em xem anh như là có gái bên đường không xinh đang dựng lên trên cây tùng cây bắc cây lê quên anh là cây lê. Nhưng mà em phải cho anh ăn cái này nè anh biết không? Để coi như giống như là anh là dạng một cái dạng mặt hàng để cúng mà không có xài được đó lên. Ý nghĩa lắm. Khi mà tặng sầu riêng anh ăn xong là có hoa cúng nè là đó ăn xong rồi vậy thôi chứ không có làm gì nhau đó, vẫn còn nguyên đó. Không, xài được. Thật ra là trong thời gian qua là coi như là sau khi mà hồi xưa thì trên vlog là Lê đi đâu cũng có hàng thanh xuân cả. Nhưng mà từ ngày Hà Thanh Xuân mà đi lấy chồng rồi đó thì em thấy cô đơn. Cái em coi vlog Thúy Nga, cái em phái bà này, cái em tìm tới nhà bà. Đó, bà phái chứ cả năm rồi. Thì cũng khó với nhau mà chưa. Không có thời gian qua. Đó. Tại cái gì bữa nay đâu phải là lễ thành hôn đâu mà hai đứa nó đứng nhau rồi nó phái nhau vậy trời. Anh là bắt hai họ hay sao bây giờ em? Tức là bữa nay là cái mâm quả em tới em để mà em dạm hỏi để mà em cưới qua lên hay sao? Cái gì lẹ lẹ đi chứ nặng lắm rồi. Bây giờ tặng hai cái bưởi của bà Nga anh tuần đỡ được, để tặng sầu riêng nó có đỡ được. Ráng sách đi lắm người ta chặn cho cái trái này nặng hơn nữa. Thực sự ra bữa giờ anh Quang lên tỏ tình với em quá nên em mang cái mâm sầu riêng này em lên. Em làm lễ cầu hôn nó có gì? Trời ơi, lợi dụng. Lợi dụng chương trình ta hát với người tình, cái bây giờ đêm nay chắc là nói với người tình phải không nè? Ủa, tối nay là hát với người tình hả? Cái gì vậy? Dạ, hát với người tình
Ở trời ơi, chứ em đi ăn. Em là người thiệt của anh nói thiệt đi. Bà là người tình của tôi. Là người tình phải không? Người tình là không bao giờ xài phải không? Người tình vlog đi. À, người tình vlog. Dạ, quý vị ơi, cho một chàng khóa tay quanh đời đi nha. Tương lai sẽ là người tình vlog. Trời ơi, cái này mà mỗi người trước khi lên sông cao mà ăn một miếng sầu riêng không biết là ra nổi không nữa. Cái này là của Văn Lê. Của cần của anh đâu? Em có mang một xe sau phát cho mỗi anh em mình trái nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Có phần anh đó phải không? Dạ, còn khán giả khác em xin ủng hộ chứ khán giả mà em tặng mỗi người trái trên tám nhà em chung luôn đó. Anh Hoa biết không? Tại vì nghe biết anh Lê đang giảm cân nữa, bây giờ tặng sầu riêng nè. Sầu riêng giảm cân. Lê giảm cân lắm. Lê ăn một lần có 5 thau ra phít à. Lê ăn là không biết nhịn là gì luôn quý vị. Bởi vì là mọi người cứ để cho anh Lê hát đi, cho đừng có để anh xà xuống bàn. Anh xà xuống cái là anh nghỉ hát luôn đó bà con ơi. Rồi, rồi chúc đặt quá rồi. Của Quang Lê luôn luôn thành công. Ủa, tôi chưa có tả cái gì hết trơn vậy. Tả nữa em, hả? Chưa xong nữa hả? Em chưa tả xong. Ơi. Trong này là có một sờ mắm cụt với 3 quả sầu riêng. 2 quả này thì có đeo bao. 1 quả này không có đeo bao. Tôi gọi gì? Cái đeo bao riêng gì vậy em? Ai biết cái tàu lao luôn mà. Nó tự nhiên em nói đeo bao là anh đâu có hiểu đâu mà. Không phải, tại cái túi này nó rách, nó lủng nè. Còn đeo bao mà còn bị rách nữa. Dạ, em cắt cái bao ra. Còn hai cái bao này nó còn nguyên, em để nó đeo bao nó còn tinh trắng. Ồ, bữa nay hơi quá già, không có bò bảy món cái này nhìn giống vô rách láo. Vô rách cá. Thôi em, rồi cảm ơn Thiên Nga. Thank you anh nha. Rồi bất ngờ quá, anh tưởng cái này đây là món quà bất ngờ của anh Lê dành cho mọi người. Thành công nha, nhớ giảm mỡ. Quang Lê thì em phải đặt. À, có thể nào mà bà bệnh tôi cái thế khác không? Quang Lê là người đàn ông có chữa mà không bao giờ đè được quý vị. Ánh bừng biết là cái thể nó khó lắm, khó level lắm anh ấy. Trời ơi, cái này là ta là phát tài phát tướng, cái này là thôi, thay vì là chúng ta chúc mừng Quang Lê ôm hôn thì chúng ta cũng cũng rồi, thank you thưa quý vị, Khuyến Nga. Cảm ơn em đã đến với chung vui với lại Quang Lê trong đêm live show hôm nay. Căn nhà màu tím. Dạ, em chụp cái chị lên. Cái nhà màu tím à? Dạ. Hát bài căn nhà màu tím nha. Dạ, căn nhà màu tím nha quý vị. Dạ. Rồi chụp cái bài này nha. Thank you. Và thấy là rất là vui khi mà cái show của Lê rất là thành công. Hy vọng là sẽ
cho mình còn nhiều đêm để tâm sự. Không có. Trời ơi, Lê gan lắm quý vị. Nga với Lê mới giỡn hết với nhau à, mà giờ Lê móc xô đi tấu hài ở Pháp hai đứa. Không, gan không. À, vào tháng 10 là Quang Lê với Thúy Nga đi diễn ai? Sắp sửa là Quang Lê và Thúy Nga sẽ có tấu hài. Tấu hài mà ở Pháp luôn, cậu gan quá vậy. Nghĩa là tôi đi hát là tôi chỉ lấy cách xe hát thôi, còn hài là tôi diễn miễn phí. Tôi thấy tôi không có dám không có Lê. Cho tôi tập trước ở đây được không? Tôi khuyến mãi hài, tôi lấy tiền hát thôi. Không, mà mới nãy cái đoạn mà Nga với Lê ở trên sân khấu là tấu hài rồi đó. Tấu chưa? Đoạn đó là băng bao vui luôn. Vậy đó hả? Vui lắm. Hai đứa mình ráng tấu nha. Ráng tấu đi. Tấu cái hài nha. Tấu cái hài xong rồi về dùng cái má tấu rồi tấu nhau luôn. Đó. Đó, bây giờ mình về mình phải nghiên cứu. Bây giờ là quyết định là Lê sẽ tương lai sẽ vừa hát mà vừa làm tấu hài nha. Cả nhà nhớ ủng hộ Quang Lê. Và hy vọng là một năm phải làm 3-4 show như vậy nha. Không. Làm một show như vậy nhanh giàu lắm đó, show out luôn mà. Thật ra cũng nhờ bạn bè ủng hộ, anh em. Vậy hả? Giống như đây là từ San Jose. San Jose hả? Các giả San Jose hả? Từ San Jose là anh chị đây cũng bán vé cho lên nhiều lắm luôn. Ủa vậy hả? Là đó, anh Hiền với chị Giao. Là từ với San Jose lên luôn. Hôm nay là bay lên chân tình lắm cơ. Trời ơi, khán giả quá đáng yêu luôn. Đó không? Quang Lê quá nhiều fan luôn mọi người ơi. Coi như là các anh chị rồi ủng hộ, rồi có bầu Tony Ninh ngồi nữa kìa. Nói chung là cũng làm chương trình thì luôn luôn có những cái xứ mà nó hơi sai sót, là có một số nghệ sĩ là còn được lâu quá thì chương trình này sẽ lấy kinh nghiệm và chương trình tới sẽ kinh nghiệm hơn. Ê, nhớ vô lấy hồ riêng nha, mang cục tôi để trong hồ. Có luôn hả? Hôm nay tôi đã tặng cho Lê, Lê quên hả? Hay để tôi mang về lại. Thôi thì tôi lấy tôi đem về. Nói chứ để Nga gửi cho Lê đó. Với lại Nga lấy thêm một thùng sầu riêng nữa, Nga để xe. Cho đi. Đó là một thùng rồi xong rồi thêm một thùng. Về phòng ăn. Lấy về phòng ăn nha. Thấy Nga dạo này có tán nghề phụ đó là bán sầu riêng, bán măng cụt. Đó. Không nhưng mà hết rồi. Mà quảng cáo cho cô vô rồi ta mua đấy đâu bán. Thì đó bởi vậy nhưng mà từ từ hàng sẽ có tiếp. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về núi Ngự, ai về là về Vân Lâu. Hello, xin kính chào quý vị. Đây là trang YouTube chính thức của Quang Lê. Quang Lê mong rằng là mọi người hãy support, ủng hộ cho Quang Lê một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người.